Thưa quý vị, hiện nay thì nhiều loại trái cây đang bước vào vụ thu hoạch và cùng với đó tình trạng ùn ứ nông sản có xu hướng tăng trở lại các cửa khẩu, đẩy mạnh tiêu thụ nông sản nội địa, giảm áp lực cho xuất khẩu là nội dung được chúng tôi đề cập trong chương trình Tâm điểm Kinh tế hôm nay. Sản lượng trái cây cả nước trong quý 2 năm 2023 ước đạt trên 2,6 triệu tấn, dự kiến đạt 12,4 triệu tấn trái cây các loại trong quý 3 và quý 4. Trong bối cảnh nguồn cung trái cây dồi dào, kết nối cung cầu, hỗ trợ cho bà con nông dân là giải pháp đang được các địa phương trên cả nước đẩy mạnh. Thưa quý vị, hiện đã bước vào tháng 6, một số nông sản chuẩn bị bước vào chính vụ thu hoạch với sản lượng rất lớn. Tuy nhiên, theo dự báo của các chuyên gia, thị trường xuất khẩu năm nay sẽ không thuận lợi. Khai thác tối đa thị trường nội địa với sức mua gần 100 triệu dân được xem là giải pháp hữu hiệu giúp các doanh nghiệp và nhiều hộ dân giảm áp lực trong việc tiêu thụ nông sản. Với hơn 50 hectare chanh, hợp tác xã này không còn phải lo cảnh được mùa mất giá. Nhờ những buổi tập huấn bán hàng thông qua live stream trên các sàn thương mại điện tử cho bà con nông dân. Hoạt động này vừa góp phần tiêu thụ nông sản vào vụ trước mắt, đồng thời mở ra phương thức bán hàng mới, hiện đại và bền vững, giúp các hộ nông dân tiếp cận với số lượng lớn người tiêu dùng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Trước đây thì là cái vấn đề sản xuất là chủ yếu là bán quả chanh tươi đến các chợ đầu mối trên khu vực toàn phía Bắc. Một ngày thì cái sản lượng thu hoạch của hợp tác xã quả chanh tươi thì cũng đạt khoảng 50 tấn trên một ngày. Thì trong quá trình thu hoạch và tiêu thụ nông sản thì cũng có nhiều cái vấn đề bất cập, là lúc được mùa thì nó lại hay mất giá. Bước đầu hợp tác xã đã đưa cái sản phẩm lên các trang thương mại điện tử để bán, và những cái phản hồi của khách hàng thì đa số là 5 sao và cố gắng làm sao mà nâng cao cái giá trị nông sản của địa phương, giúp cho người nông dân là yên tâm sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được tốt hơn. Còn hợp tác xã này đang kỳ vọng vụ vải thiều năm nay sẽ tiêu thụ được 400 tấn tại thị trường trong nước. Qua nhiều mùa vụ, thị trường nội địa vẫn là kênh tiêu thụ chủ yếu và an toàn với họ ở thời điểm hiện nay. Thị trường xuất khẩu có nhiều các vấn đề khó khăn thì hợp tác xã mạnh dạn chuyển sang tiêu thụ trong nước, giới thiệu với khách hàng ở trong nước biết rằng những cái dòng sản phẩm vải thiều cao cấp mà trước đây chỉ xuất khẩu thôi, thì bây giờ người tiêu dùng trong nước cũng sẽ có cơ hội được tiêu dùng những cái sản phẩm chất lượng đó, thì có các kênh hay các hệ thống siêu thị thực phẩm sạch. Các thị trường ban đầu tôi có thể làm gần những cái thị trường như là Hà Nội cũng là một cái thị trường rất là mục tiêu, và sau đấy là những cái thị trường xa hơn như là Hà Tịnh, Đà Nẵng, Thanh Hóa hay là Nghệ An, hay là đặc biệt là trong Sài Gòn. Báo cáo của Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến nay, thị trường nội địa tiêu thụ được 40% sản lượng, dự kiến đến cuối năm vẫn sẽ cần thu hoạch 7,2 triệu tấn trái cây các loại. Thị trường trong nước chính là kênh tiêu thụ hiệu quả cho các loại nông sản có tính chất mùa vụ. Vào dịp tháng 5, tháng 6 luôn là những cái chương trình rất là lớn. Và với miền Bắc thì sẽ vào vụ vải thiều, thì chúng tôi cũng đã làm việc rất là chặt chẽ với hai địa phương lớn của miền Bắc là Hải Dương và Bắc Giang. Với sản lượng chúng tôi cam kết là luôn luôn sẽ cao hơn, bán năm nay sẽ cao hơn năm trước từ 30-50%. Và trong miền Nam thì cũng sẽ là các cái chương trình lễ hội trái cây, trong đó các mặt hàng mà đến mùa như là xoài, như là sầu riêng, như là bơ sẽ là những mặt hàng trọng điểm chúng tôi sẽ làm chương trình khuyến mại rất là lớn trong tháng 5 và tháng 6 này. Chúng tôi luôn luôn là khuyến khích các cái doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân là đổi mới phương thức tiêu thụ nông sản, luôn luôn phải có đặt hàng đầu ra theo tín hiệu của thị trường, theo đặt hàng của thị trường. Thêm vào đó, tôi thường là phối hợp với những ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố mà có những cái vùng canh tác rất là lớn để làm những cái sự kiện lớn như là về xúc tiến thương mại, như là mang các cái hệ thống phân phối về để ký kết trong cái việc là tiêu thụ tại thị trường trong nước, thì đã chiếm đến 15% những cái sản phẩm mà có những cái chứng nhận về an toàn thực phẩm rất là tốt và đã xây dựng được thương hiệu trong những cái hệ thống này và đang ngày càng được mở rộng hơn nữa. Khi thị trường xuất khẩu gặp khó, sức mua từ thị trường trong nước là điểm tựa giúp duy trì đà tăng trưởng. Tuy nhiên, về dài hạn, để tiêu thụ hết nông sản cho bà con vẫn cần giải quyết từ gốc vấn đề. Sản xuất nông nghiệp cần có quy hoạch và theo tín hiệu của thị trường, đặc biệt cần chú trọng liên kết giữa sản xuất với chế biến và tiêu thụ, tiến tới hình thành các tập đoàn sản xuất kinh doanh lớn, đủ sức dẫn dắt thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài ngay tại thị trường nội địa. Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, bộ ngành liên quan và địa phương định hướng sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, đúng quy hoạch, số lượng, chất lượng,
vì mục tiêu phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.